Phải cố người tranh đấu xung quanh mùa tăm máu cũng chỉ để cuối tháng trong thẻ một dãy số. Biết em luôn gồng mình vượt qua những giông bão, qua những giông bão này. Biết chân còn một ai chờ che. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.